Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Đình Tùng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tích cực hoạt động từ thiện. Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Bí mật trong chiếc ba lô bí ẩn ở Quảng Bình. Mỹ thúc đẩy thỏa thuận đặc biệt cho Gaza. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp 11 giờ 30 phút trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chương trình trưa ngày hôm nay, bên cạnh những thông tin đã được chúng tôi điểm qua, sẽ còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn đón xem. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 15 tháng 12 đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Trong đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Ban Bí thư xác định ông Trần Đình Tùng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân. Ngày 15 tháng 12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Mai Hoàng, sinh năm 1979. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2022, Bộ Công an công bố quyết định điều động đại tá Mai Hoàng, 44 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Mai Hoàng quê Hưng Yên, năm 2000, khi vừa tốt nghiệp trường Trung học An ninh Nhân dân 1, nay là Cao đẳng An ninh Nhân dân 1, ông được cử về công tác tại đội cảnh sát hình sự Công an huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La và có nhiều chiến công khi cùng đồng đội triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các đơn vị tổ chức liên quan. Theo cáo trạng, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án. Trong đó, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Trong vụ án, bị can Trương Mỹ Lan được ghi nhận tích cực tham gia hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, cùng với Dương Tấn Trước và Nguyễn Cao Trí. Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan tuy không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm phần lớn cổ phần tại đây, bị can đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa cùng Công an thành phố Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa do Kiều Văn Mạnh sinh năm 1976, ngụ phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phát hiện Mạnh là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đã có 5 tiền án, vừa ra tù nhưng đã có biểu hiện móc nối với một số người trong tỉnh và thành phố Hà Nội, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ và ngược lại. Khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 12, tại một khách sạn thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Công an đã bắt quả tang Lê Thị Minh Tâm, sinh năm 1990, ngụ phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, đang bán ma túy, thu giữ 1.500 viên hồng phiến, một túi ma túy đá và thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Từ mắt xích quan trọng này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định bắt giữ Kiều Văn Mạnh, kẻ cầm đầu đường dây. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, Công an đã thu giữ một bánh heroin, một khẩu súng quân dụng và 37 viên đạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đã báo đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng gần sáng và ngày 16 tháng 12. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm mạnh. Từ đêm 16 tháng 12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15 đến 18 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật liên tục đến 11 giờ 30 phút trưa nay sẽ nối tiếp chương trình ngay sau đây. Đang điều tra vụ nam tài xế taxi bị một thiếu niên tấn công để cướp tài sản trong đêm. Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu, chiều 14 tháng 12, Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 2008 quê Bạc Liêu đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Mạnh lên mạng đặt xe dịch vụ. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Mạnh đã gọi cho anh NGT là tài xế taxi đến chở mình từ thành phố Dĩ An về phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên. Khi đi đến phường Hội Nghĩa 06, Mạnh nói anh T dừng xe để thanh toán tiền. Thấy tài xế không cảnh giác, Mạnh đã rút hung khí tấn công anh T. Bị tấn công bất ngờ, tài xế T cũng đã nhanh trí chống trả quyết liệt, khiến hung khí bị rơi ở hàng ghế phía sau. Cùng lúc, người dân gần đó đã phát hiện vụ việc nên đã hô hoán. Thời điểm nói trên, tổ tuần tra công an phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên cũng đang đi tuần tra gần đó nên kịp thời đến khống chế, bắt giữ Mạnh và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Hoàng Mạnh Hải, sinh năm 2004, ngụ thị trấn Quảng Lão, huyện Bố Trạch về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai bị can khác là Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1992, ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, và Hoàng Văn Tiến, sinh năm 2001, ngụ thị trấn Quảng Lão, huyện Bố Trạch về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 6 tháng 12, tại tỉnh lộ 561 qua thị trấn Quảng Lão, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với công an huyện Bố Trạch bắt quả tang Hoàng Mạnh Hải đang cất giấu trong ba lô mang trên người 5 túi ni lông có chứa hơn 1,8 kg ma túy. Hoàng Mạnh Hải khai nhận chất bột màu trắng trong 5 túi ni lông trên là ma túy loại ketamin. Công an cũng đã thu giữ trên người Hải một khẩu súng bắn đạn cao su, 4 viên đạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh, sinh năm 1997, ngụ phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý để làm rõ hành vi hoạt động tín dụng đen. Theo hồ sơ của Công an thành phố Phủ Lý, từ ngày 10 tháng 9 năm 2023 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023, Lê Tuấn Anh đã cho Trần Thu G, ngụ phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vay số tiền 35 triệu đồng với lãi suất từ 21.000 đồng đến 50.000 đồng một triệu một ngày. Số tiền này có mức lãi suất tương đương 782,14% đến 1.825% một năm, gấp 39 lần đến 91 lần, mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Hình sự. Với số tiền 35 triệu đồng, Lê Tuấn Anh đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là trên 112 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam ông Phạm Xuân Lộc, sinh năm 1963, giám đốc công ty Quang Châu về tội đưa hối lộ. Ông Phạm Xuân Lộc đã đưa hối lộ cho giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-13G là ông Nguyễn Chí Quyết số tiền 150 triệu đồng. Việc đưa hối lộ này được thực hiện trong quá trình nghiệm thu cải tạo các phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công cải tạo của các chủ phương tiện. Sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Chí Quyết đã bỏ qua nhiều lỗi sai phạm, cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 11 giờ 30 phút trưa. Mời quý vị theo dõi. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong ngày 15 tháng 12 đã thảo luận thỏa thuận thời hậu xung đột Israel-Hamas cho giải Gaza. Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, thỏa thuận có thể bao gồm việc tái kích hoạt lực lượng an ninh Palestine vốn đã bị nhóm vũ trang Hamas đánh bật khỏi giải Gaza vào năm 2007. Là một trong những ý tưởng đang được cân nhắc, thỏa thuận nêu trên là dấu hiệu cụ thể đầu tiên về tầm nhìn của Washington đối với an ninh Gaza trong trường hợp Israel đạt được mục tiêu chấm dứt quyền kiểm soát của Hamas tại vùng lãnh thổ này. Bất kỳ vai trò nào của lực lượng an ninh Palestine ở Gaza chắc chắn sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Israel, quốc gia đang tìm cách duy trì hiện diện an ninh không giới hạn ở Gaza. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên bán đảo Crimea. Theo đó, lực lượng của Kiev lần đầu phóng 26 máy bay không người lái nhắm vào Crimea vào tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Nhưng tất cả đều bị lực lượng phòng không Nga phá hủy bên trên Crimea.
theo đài ET. Lực lượng Ukraine sau đó đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Crimea, gồm 6 máy bay không người lái, nhưng các máy bay này cũng bị bắn hạ. Quân đội Nga cho hay không có thương vong hoặc thiệt hại về vật chất nào liên quan đến cuộc không kích của Ukraine. Trước đó cùng ngày, lực lượng Ukraine cũng tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine. Lực lượng phòng thủ của Nga đã ngăn chặn cũng như bắn hạ hai máy bay không người lái. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea trong những tháng qua. Một nhóm máy bay không người lái khác đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên biển Azov và bán đảo Crimea vào đầu tháng 12. Tờ The Star đưa tin, con cá sấu quái vật mới nhất được phát hiện ở huyện Lahadatu, phía sau ngôi nhà của một dân làng ở Malaysia. Con vật sau đó bị các kiểm lâm viên của cơ quan quản lý động vật hoang dã địa phương bắn chết. Đây là con cá sấu lớn bất thường thứ hai được tìm thấy ở Malaysia trong vòng 4 ngày trở lại đây. Con cá sấu đầu tiên xuất hiện tại ngôi làng Kampung Desa Bazau hôm 11 tháng 12. Con cá sấu bị bắn hôm 14 tháng 12 có chiều dài khoảng 4,8 m và chiều ngang khoảng 1 m, lớn hơn một chút so với con đầu tiên có chiều dài 4,5 m từ mõm đến đuôi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không công bố trọng lượng của con cá sấu thứ hai. Nhà chức trách cho biết con cá sấu bị bắn chết hôm 11 tháng 2, nặng xấp xỉ 1,2 tấn. Trước đó vào hôm 11 tháng 12, con cá sấu được tìm thấy bên dưới một ngôi nhà trong làng cũng bị bắn sau khi nó suýt tấn công một đứa trẻ. Con vật bị lực lượng dân phòng khống chế nhưng họ phải gọi nhân viên kiểm lâm vì nó quá hung dữ. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế đã khép lại chương trình buổi trưa của chúng tôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!